vú sữa tím không mủ, ăn rất là ngon, ngọt đậm. Thời gian cho trái rất là sớm nên xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại vườn vú sữa Mika. Cũng có nhiều cô chú anh chị đang quan tâm về cái giống vú sữa Mika cũng như là cái chất lượng của trái nha bà con. Ngày hôm nay thì Ly đang có mặt tại vườn nhân giống của bên trung tâm cây giống. Thì cái vườn nhân giống thì quý bà con chúng ta biết thì vườn nhân giống thì để nhân giống, không có để trái nha bà con. Nên cái trái nó cũng hơi xấu một tí xíu. Nó không có bao bọc lắm bà con, nên nhìn cái trái nó hơi xấu tí xíu, nhưng mà Ly cũng muốn test cho quý bà con chúng ta xem cái chất lượng bên trong nó như thế nào. Vú sữa Mika thì là dạng không mủ nha bà con, vú sữa tím không mủ, ăn rất là ngon, ngọt đậm. Thời gian cho trái rất là sớm nên đang được chủ đầu tư quan tâm cũng rất là nhiều, nên Ly cũng thường xuyên đến vườn nhân giống nè. Kỹ thuật ghép cây như thế nào hoặc là kỹ thuật săn chậu như thế nào thì Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta cập nhật rất là nhiều. Bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì cũng luôn hỗ trợ cho quý bà con chúng ta tất cả các kỹ thuật trồng luôn nha bà con. Giống như là cách lên mô làm clip, trồng mô hay không thì quý bà con chúng ta không có am hiểu thì cứ gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng quý bà con chúng ta nha. Còn trước cái màn hình đây là trái vú sữa Mika nha bà con. Đây là cái trái vú sữa Mika trên cây nè. Vườn nhân giống thì Ly chỉ để một vài trái thôi, không có để nhiều nha bà con, thì cũng còn sót một vài trái trên cây nữa nè. Cây mà đang nhân giống thì để trái thì cái nhánh nó sẽ xấu nha bà con, nó không có đẹp. Nên Ly không có để trái, để cho một vài trái cho quý bà con chúng ta nào mà muốn ăn thử trái hoặc là muốn đến vườn nhân giống của bên trung tâm cây giống tham quan á, đặt cây giống á, mà muốn ăn thử trái thì Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng dùng thử ha bà con. Trái thì nó cũng rất là ít, hiện tại thì nó cũng không có ngay mùa nữa bà con. Bên Ly sẽ cắt xuống đợt này thì cái những cái đọt non nó búng ra thì nó sẽ kèm theo hoa thì nó sẽ đậu trái luôn ha bà con. Vú sữa Mika rất là dễ đậu trái, một năm nó sẽ được hai vụ. Trọng lượng của trái thì nó rất là to nha bà con, từ 300g đến 500g, giống như trái trước màn hình quý bà con chúng ta cùng xem đây nè. Trái này thì nó cũng khoảng là 300g rồi đó, cũng khá là đẹp ha bà con, dạng trái tròn nè. Cái bề hoành của trái rất là to nha. Bên trung tâm cây giống đang nhân giống thì không có bón phân, cũng không có tưới nước nhiều, nên quý bà con chúng ta nhìn cái da nó không có đẹp, cũng không có bao luôn. Đây là trái vú sữa Mika nè, Ly sẽ test cho quý bà con chúng ta cùng xem ha. Cái trái này nó cũng chưa có chín hung ha bà con, nó mới vừa chín tới thôi, nó cũng chưa có chín hung nè. Đó, không có mủ ha bà con, cái vỏ nó rất là mỏng nha. Ly sẽ thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta, trồng vú sữa Mika thì chúng ta phải bao nha bà con, không bao thì nó sẽ bị dấu giống như vậy nè, thì chúng ta bán không được giá cao ha, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai, cái da nó xấu nè, thì chúng ta chỉ bán được hàng dạt thôi ha bà con. Vú sữa Mika thì cái nguồn trái thì đang được xuất khẩu nha, nếu như ngọt đậm. Anh Nam anh cầm giùm em cái không có bao nên có chỗ nó cũng bị sâu nè bà con. Thì Ly cũng muốn quay cho quý bà con chúng ta xem cái chất lượng nó thôi ha bà con. Chứ cái trái này thì nó cũng không được ngon cho lắm, nó cũng hơi xấu nè. Vỏ nó rất là mỏng. Cái trái vú sữa Mika thì chúng ta gọt gần cái vỏ bên ngoài thì chúng ta ăn thôi ha. Cũng có nhiều anh chị thì nói ăn luôn vỏ. Ăn luôn vỏ cũng được nha bà con, nhưng mà nó không có ngon bằng thì chúng ta gọt cái vỏ ra giống như vậy. Tại vì cái vỏ nó không có cái vị chát hoặc là cái vị đắng á. Những loại vú sữa khác thì cái vỏ nó ăn rất là chát nha. Còn vú sữa này thì ăn nó giống như là nó lạc lạc á, nó hơi nhám nhám tí xíu thôi nhưng mà nó không có vị chát. Thì cũng có nhiều anh chị chia sẻ là ăn luôn vỏ thì cũng ăn được, nhưng mà Ly cảm nhận là không có ngon bằng chúng ta gọt vỏ như vậy. Đây này hả bà con, chúng ta thấy không ạ? Cái thịt nó rất là tím ha. Rồi đó, Ly sẽ gọt cái lớp vỏ mỏng thôi. Còn bao nhiêu đây thì chúng ta ăn được hết nha. Cái thịt tím tím này chúng ta ăn được luôn nha bà con. Ăn nó rất là ngọt và nó sẽ dai dai nha. Nó không có giòn giống như cái thịt ở trong màu trắng như vậy. Cái thịt này thì nó sẽ dai nhưng mà ăn rất là ngon. Ngọt đậm nha bà con. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích ăn vú sữa mà ngọt đậm đà thì chúng ta có thể là chọn cái thằng Mika này nha bà con. Ngọt rất là đậm nha. Nó sẽ khô, nó không có nước nhiều. Nào quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Nó rất là gáo ha. Rất là gáo nè. Chúng ta có thể là cầm tay như vậy thì chúng ta gọt luôn ha bà con. Những loại vú sữa kia thì chúng ta gọt cái vỏ này không được đâu, tại vì nước nó rất là nhiều. Quý bà con chúng ta xẻ cái trái vú sữa ra làm hai thôi thì cái sữa nó chảy rất là nhiều rồi. Bạn này thì nó không có sữa nhiều giống như những loại vú sữa kia. Ăn nó dai, nó ngọt đậm hơn. Hàng trái cây sạch luôn nha bà con. Hàng trái cây sạch luôn, không có phân thuốc. Ăn rất là ngon. Ly đi vườn thì Ly cũng thường xuyên hái trái về. Nhưng mà lúc rài thì nó không có ngay mùa, nó cũng không có ngay vụ á bà con. Nên cũng không có trái nhiều để
mời quý bà con chúng ta dùng thử ha, chỉ có một vài trái thôi. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn đầu tư về cái chất lượng cây vú sữa Mica thì Ly sẽ mời quý bà con chúng ta cùng tham quan, ví dụ như là vườn nhân giống nè, xem cái mô hình cây như thế nào nha bà con. Còn đây là cái vườn nhân giống từ cái cây bố mẹ, từ cái cây đầu dòng nè. Quý bà con chúng ta nhìn cái gốc nó rất là to ha. Đây, cái gốc nó rất là to. Bề hoành của cây là tầm khoảng từ 50 hoành đến 60 hoành hết nha bà con. Tuổi thọ khá là cao rồi, trên 8 năm hết nha bà con. Còn đây là cái cây giống nè, bên Ly mới vừa tiến hành cắt xuống nè. Bên Ly mới vừa tiến hành cắt xuống này nha bà con. Thể loại nhân giống của cây vú sữa Mica thì thể loại gấp chui hết nha bà con. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị đã mua từ cái cây vú sữa hạt á, cũng hay gửi hình ảnh về bên trung tâm cây giống hỏi là phải vú sữa Mica hay không. Thì Ly chia sẻ là không phải nha bà con, cây đó là cây vú sữa thực sinh. Thì nhiều anh chị cũng không biết cái cây vú sữa thực sinh là cái cây gì luôn ha. Thì Ly chia sẻ nha, cái cây vú sữa thực sinh đó là chỉ là cái gốc dưới này nè, để bên trung tâm cây giống sẽ chui vào cái nhánh này nè nha bà con. Cái gốc ở dưới này là không phải vú sữa Mica, là cái cây vú sữa thường, giống như là vú sữa đầu rèn ha, hoặc là vú sữa hạt gì đó. Thì mấy anh chị nó sẽ lấy cái hạt đó ương cho nó lên cái cây. Cái cây mà khi mà cái gốc nó to to tầm khoảng ngón tay trong cái lòng bàn tay của mình á, thì sẽ cắt cái đầu và sẽ chui vào cái nhánh vú sữa Mica giống như vậy. Thể loại vú sữa Mica là cây ghép chui, hoàn toàn ghép chui mới chuẩn giống nha bà con. Nhân giống không nó cũng không phải nữa, quý bà con chúng ta phải phân biệt qua lá. Ly cũng thường xuyên chia sẻ cho quý bà con chúng ta rất là nhiều nè. Đây là cái lá của cây vú sữa Mica ha bà con. Cái lá nó hơi tròn, nó hơi bầu và nó có hình thức nó giống như cái hình giọt nước nha bà con, nó hơi sụ, hai cái mép lá nó sẽ dởn lên ha. Cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về vườn nhân giống cũng như là cái chất lượng trái vú sữa Mica nha bà con. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình 0345673 và 9887 0777403339. Hai số điện thoại trên thì có xài Zalo. Bên trung tâm cây giống sẽ tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn nha. Còn bây giờ Ly xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cái vườn nhân giống nha. Xin chào và hẹn gặp lại.